Oppo, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cô gái đến từ Hà Nội này sẽ mang đến những ước mơ và hoài bão gì đấy? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của cô ấy nhé. Tôi là Thanh Thảo, 26 tuổi, hiện đang theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ở đây tôi được thầy cô tận tình chỉ dạy về kỹ thuật thanh nhạc, về opera, về tất cả những gì liên quan đến âm nhạc. Vừa đi học, tôi vừa đi diễn để thực hành những kiến thức đã học, cũng như để kiếm thêm thu nhập tự trang trải việc học hành và cuộc sống. Ngoài ca hát, tôi còn một thú vui, đó là đi đến những nơi có cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Nên mỗi khi có thời gian rảnh, tôi cùng bạn thường chạy xe máy từ Hà Nội lên Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái hay Điện Biên. Được hòa mình trong thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng, tôi thấy vô cùng thư thái và tràn đầy sức sống. Cũng có khi tôi đứng từ trên cao, nhìn xuống phía thung lũng và tưởng tượng ra mình đang đứng trên một sân khấu lớn với hàng ngàn khán giả của tôi ở phía dưới. Trong tôi có một ngọn lửa đam mê về âm nhạc vẫn đang âm ỉ. Và giờ đây, tôi muốn nó được bùng cháy một cách mãnh liệt nhất. Tôi muốn kết hợp âm nhạc bác học mà mình đã được học trong suốt năm vừa qua cùng với một dòng nhạc nào đó vừa mạnh mẽ, vừa nổi loạn và phá cách như chính trong sâu thẳm con người của mình. Em chào quý vị ban giám khảo và các bạn ạ. Em là Thanh Thảo ạ. Năm nay em 26 tuổi, em là một thí sinh đến từ Hà Nội ạ. Đến với cuộc thi Nhân tố bí ẩn lần này thì em muốn mình vừa kết hợp được cái mình đã học trong những năm vừa qua và một chút gì đó nó phá cách và nổi loạn của tuổi trẻ ạ. Đó là em sẽ hát Symphony Rock. Oh, ok. Ok, xin mời. Em khỏe chưa? Selfie gửi cho anh ngắm xem nào. Trời ơi, không được đâu, em đang bệnh xấu xí lắm. Camera phone S1, thiết kế chuẩn hào hoa. Camera chăm sóc sắc đẹp. Oppo Camera Phone.
Hồ Quỳnh Hương sẽ rất thích giọng hát này. Em, tại sao em là một cái giọng hát cổ điển mà em lại chọn một cái chương trình mang tính chất thật sự là có hơi hướng giải trí gần gũi với khán giả như vậy để mà em đi thi? Em không lo sợ à? Thực ra thì em đi học đã 8 năm ạ. Thực ra mình biết cái môi trường nhạc viện thì mình học rất là cực khổ. Thường ngày em đi diễn thì chỉ hát như là những bài hát mang âm hưởng dân gian hoặc thính phòng thôi. Nhưng mà em cảm giác nó hơi bị gò bó. Nói chung là em muốn thoát ra ấy ạ. Mình muốn tự thử sức, em thử xem em có thể hát được như là hôm nay em hát Symphony Rock. Mai em hát, em có thể hát những bài thính phòng nhưng theo một kiểu, một phong cách nhạc nhẹ nó nhẹ nhàng hơn ạ. Hoặc là em cũng muốn lấy những bài nhạc nhẹ hiện tại và sau đó mình hát nó hơi có chút học thuật vào ấy ạ. Em muốn thực sự em đến với cuộc thi Nhân tố Bí ẩn lần này á là em muốn tự thử sức mình ạ. Thực sự là như thế á. Em thử xem mình có thể làm được những việc như thế nào ạ. Chị nghĩ rằng là ở trong cuộc thi Nhân tố Bí ẩn này chắc chắn sẽ không từ chối những bạn trẻ mà có đam mê và có những khát vọng. Chị nghĩ trong mỗi cái dòng nhạc thì nó đều có những cái hay và những cái thế mạnh của nó, và khán giả sẽ đón nhận nó nếu như mình làm tới nơi. Dòng nhạc cổ điển cũng là một cái dòng nhạc rất là hay, không có nghĩa là nó xa cách với khán giả đâu, không phải như vậy đâu. Mà em ngày hôm nay chị thấy là em có thể chứng minh được một điều như vậy. Em hát ở trên một cái nền nhạc rock mà kỹ thuật rồi đảm bảo về âm thanh, về tất cả những cái của em thì chị thấy rất tốt. Em cảm ơn chị. Nên chị nghĩ là em cứ khát vọng đi và hãy tiếp tục làm những điều như thế. Mà ngay cả trên thế giới cũng vậy, âm nhạc không có khoảng cách. Đôi khi người ta phá cách tất cả mọi thứ, miễn là mình đến được với trái tim của khán giả thôi. Và chị thích cái sự liều lĩnh của em. Em cảm ơn chị. Cho chị một câu hỏi, nếu em thực sự đã học 8 năm trong trường âm nhạc, em hôm nay em đã thực sự là tất cả những cái nốt trong cái bài hát vừa rồi em đã hát đúng hết những cái cao độ và em chuẩn xác chưa? Ra thì cao độ thì em nghĩ là đúng, nhưng mà nếu mà chuẩn xác thì chưa. Nếu mà thực sự là nếu muốn nghe những cái góp ý để mà giúp cho mình vững vàng hơn, tự tin hơn và hay hơn nữa, thì thật ra chị thấy rằng là bị đuối hơi ở phần giữa bài gần kết ấy. Cái nốt kết em hát rất là hay. Nhưng mà chị nghĩ rằng thật ra thì với một cái bài hát khó như vậy thì không phải là thế nào lúc nào cũng hoàn thiện được. Đây là chị đang muốn cái sự hoàn thiện. Chị hy vọng rằng là nếu được chọn thì ở những cái vòng tiếp theo em phải thể hiện hơn nữa cái việc được đào tạo của mình, cái việc mình lựa chọn bài hát và hát phải chuẩn xác hơn nữa. Vâng, em cảm ơn chị, nhất định ạ. Và anh rất là muốn thấy là trong những cái vòng sau em sẽ làm cái gì với một cái giọng ca đặc biệt như vậy. Cho nên anh đồng ý. Chị khen em từ đầu rồi đúng không? Mà thật ra hát live khó lắm đấy, mà lại có hát cổ điển nữa, em hát được như thế là... Nhưng mà đương nhiên chị Lam là khó tính rồi. Chị ở đây là dễ tính, cho nên chị đồng ý. Cho em là đồng ý thứ hai. Anh nghĩ là đúng là cần thêm nữa sự bứt phá ở em. Anh đồng ý. Cảm ơn anh ạ. Thì chị rất là kỳ vọng ở em, tin rằng là em sẽ có những cái bứt phá ở những vòng tiếp theo và hãy làm những cái gì thật mới. Xin chúc mừng em. Chúc mừng em. Xin chúc mừng Thanh Thảo đã giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Hãy cùng chờ xem Thanh Thảo sẽ làm gì với những lời gửi gắm và góp ý chân thành của bốn vị giám khảo dành cho mình trong vòng sau.